Xin chào anh chị, em tên là Nguyễn Ngọc Diễm, thành viên của Talk 09. Xin chào mọi người. Xin chào tất cả các bạn. Em xin kính chào thầy cô, các anh chị đồng môn trường khoa học tình yêu hôn nhân ba gốc. Em xin chào tất cả mọi người, em là Phương Thảo. Mình là Nguyễn Thị Thu Giang. Mình là Hiệu, đến từ toa 09 khoa học tình yêu hôn nhân ba gốc. Đây là một khóa học em đã mong chờ từ rất là lâu. Trước khi biết đến với khóa học, em là một người nội tâm, luôn suy nghĩ, tiêu cực và không biết cách ứng xử giao tiếp, mất kết nối với lại người chồng của mình. Mình là Thơ. Trước khi đến với khóa học tình yêu hôn nhân ba gốc, bản thân mình gặp khá nhiều vướng mắc, bế tắc trong mối quan hệ giữa chồng và con. Thực sự là mình không biết phải làm thế nào. Em quan sát thấy là mình không có những kiến thức như khoa trong tình yêu hôn nhân ba gốc này. Yêu rất là quan sát thấy rất là vồ vập, cưới cũng rất là vội vàng, và lúc mà sinh con ra thì mình cũng vội vàng nữa. Thì xét dưới góc độ đấy, cho nên là những cái mâu thuẫn, những cái vấn đề nó xảy ra rất là nhiều. Và lúc đấy mình không biết cách xử lý, bởi vì thiếu trí tuệ, thiếu rất là nhiều thứ. Đến với khóa học thì ban đầu tôi nghĩ rằng là mình đã bước nhầm vào một cái khóa học. Sau khi tham gia khóa tình yêu hôn nhân ba gốc, em đã nhận lại được rất nhiều giá trị. Em nhận ra rằng mình vẫn cần phải tu tập nhiều hơn để có thể thấu hiểu được bản thân, hiểu được chính con người bên trong mình thì mới hiểu được mọi người xung quanh và sẽ có những ứng xử phù hợp. Sau khi biết đến khóa học, em được nghe những bài giảng của thầy Quân, cô Kim Sơn và thầy Cường. Em biết được nhiều thứ, biết lắng nghe, biết chia sẻ và tâm sự, gắn kết nhiều hơn với người chồng của mình. Càng đi sâu thì tôi nhận ra rằng là bản thân những người phụ nữ rất nên đi học cái khóa này, đặc biệt là các bạn trẻ chưa bước vào hôn nhân, để có thể nhận diện được những cái hình mẫu và hướng về những cái điều tử tế, những cái con người có phẩm chất tốt đẹp. Một điều rất quan trọng là trong cái khóa học này, em đã có thể học hiểu và hành những giá trị sâu sắc của thầy Quân, cô Kim Sơn và thầy Cường. Em nhìn rõ hơn là cái tiến trình khởi sinh tình yêu thế nào, làm như là chuyển thành sang bạn đời, trở thành bạn đạo. Đặc biệt đó là có cơ hội cùng chia sẻ và đồng hành cùng các anh chị khoa ở trong toa 9. Những cái buổi làm bài tập hàng ngày đã giúp mình có thêm những cái góc nhìn rất là mới. Từ đó mình có cơ hội quan sát và nhận diện lại chỉ mối quan hệ của mình qua những cái bài học về biệt nghiệp, cộng nghiệp, cũng như những bài học về sự đồng cảm, đồng điệu, đồng lòng và để có sự đồng hành. Từ đó mình nhìn nhận ra những cái điểm lỗi trong mối quan hệ của chính bản thân mình. Mình tâm đắc nhất đó là mình có thể nhận biết được ngay những cái mối quan hệ của mình với bạn đời và đối tác đang có những cái điểm gì chưa được tương đồng, chưa được hài hòa, vấn đề nó đang nằm ở đâu, để mình có cái cách giải quyết hay là có sự điều chỉnh, sửa đổi để làm sao để có một mối quan hệ bền vững. Một giá trị tuyệt vời có thể song hành cùng mình suốt cuộc đời đó là tam bảo, giá trị của thầy Hiền Trí, của nhóm bạn tốt và một tủ sách tinh hoa sẽ giúp cho mình phát triển theo hướng tốt hơn như thế nào và tuyệt vời đến mức nào. Điểm tương đồng giữa hai người dựa trên một nền tảng ba gốc: đạo đức, trí tuệ và nghị lực. Hướng về ba gốc thì chắc chắn là sẽ có những cái sự lựa chọn đúng đắn. Một mối quan hệ hôn nhân bền vững chính là chọn đúng người, có những sự đồng cảm, đồng tu cũng như là đồng hành với nhau trong các cái chặng đường dài. Một mối quan hệ hôn nhân nó là một cuộc đua đường dài. Muốn đi cùng nhau một đoạn đường dài, chúng ta cần phải thấu hiểu nhau, chia sẻ được với nhau và bao dung được cho nhau. Để có một tình yêu hạnh phúc thì ta phải có xây dựng hạnh phúc tự thân bền vững và sâu sắc. Và cuối cùng thì em rất cảm ơn ban tổ chức cũng như là thầy cô. Rất là cảm ơn những bạn đồng hành. Cảm ơn toa 9. Cảm ơn đến tất cả các anh chị em trong toa 09 đã luôn giúp đỡ, đốc thúc các đệ nhị thân của mình làm bài tập và chia sẻ những kinh nghiệm cho chúng em. Cùng đồng hành với tôi để hoàn thành
một cái chặng đường. Những anh chị trong toa 9 đã cho em những giá trị tuyệt vời và cho em cơ hội đồng hành cùng anh chị và mang lại giá trị tuyệt vời cho bản thân mình, cũng như là sau này có cơ hội lan tỏa những điều mình học được cho người khác. Và rất mong trong thời gian tới sẽ tiếp tục được đồng hành cùng với cả các bạn. Tôi xin chân thành cảm ơn. Xin cảm ơn tất cả mọi người.